con này là phải 800 gram á. Nè. 800 gram lát gì cân thử coi. Giờ đây nè. Ai biết à, con không biết đâu. Giờ nó có nhọt không ha. Ừ. Anh em ở Bạc Liêu, Cà Sóc, chợ Bạc Liêu, rồi An Giang, Bến Tre, rồi xuống đây mua ít cái tham quan mô hình để về nuôi ếch, mua cái ít cái về cho đẻ. Một số cái con ếch hồi nãy mình thấy đó. Bây giờ cái đây coi anh Vũ bắt anh lựa cho mấy người này những cái ếch mà nó khỏe, nó có trứng. Ủa bỏ vỏ này chứ không phải bỏ túi hả? Đừng xa mà, bỏ này cái để trước dễ chọn. À, vỏ lưới. Phải bò phải nhận dạ con nhau. Bỏ đá vô nữa chứ. Bỏ nước đá hả? Bỏ đá cho nó mát. Bỏ đá thì muối nữa. Bỏ đá cho nó mát. Gây mơi hả? Ờ nhưng mà có phải bỏ đá chứ. Muốn bỏ. Xa quá nên bỏ đá cho nó mát chứ. Không bỏ không. Ít này ít già tôi nhúng cái khăn nước tôi chảy trên. À hay ông kinh nghiệm luôn. Ông nhúng nước lau mặt cho đó. Rồi giờ vô từ lựa luôn hả? Tự lựa chứ. Kiểu này sướng à, đó, cái này giống như mua hàng siêu thị luôn nè, thích cái nào là lựa đó nè. Đây để mình dán. Kéo lên. Nè, đó, bây giờ khách hàng vô tự lựa luôn nè. Thích con nào bắt nó. Đó. Rồi ông vô ông lựa nè, 400 con ếch mà ông lựa ông lấy 5 con nè. Đó. Đó, mấy con bự là ông chưa có thèm lựa đó. Nè, đó là lựa nè. Để cho ông lựa đi, trời ơi, cho ông vuốt đi. Mình muốn đẻ liền mà. À muốn đẻ liền, lựa có trứng hả? Tơ mà đâu có nhắm sự được. Nhắm nhiều nhắm ít thôi. Để cho ông coi đi. À, giờ ổng kinh nghiệm không nè. Ông mua 5 ếch ông vô đứng lựa tới 400 con nè. Đùa cho dài được rồi. Rồi, đùa dài đó đó. Đó mới lớn. Nó ơi còn nó 600 gram luôn á. Trên luôn á. Đó. Ông vuốt kìa. Các bạn thấy không? Đó. Sao đường bà mình gỡ cái đít mà lại con ếch mình gỡ cái hông. Ờ. Đó. Bà gỡ hông có thấy mẹ sao? Đó. Rồi, đó ông vuốt kìa, đó đó. Trời bắt lại đây cho tới người khác lựa nó, rồi có mấy con bắt nó. Vô đi, chết luôn. Vô bắt luôn rồi sao? Vô luôn đi, trời đổ quá. Vô đi. Như sông hơi gì đâu. Vô đi, lát đổ bồi hột luôn nè. Nãy chú chưa lựa được con nào hả? Lựa đừng con tôi coi coi. Tôi cũng biết lựa nó, thấy ông nói lựa nhắm nhám rồi tôi. À lựa là không có đủ thừa nghe, còn không mấy để ta lựa cho. Đó đó, còn lựa thì không có đủ thừa. Nghe. Đó. Cho mình tiến vô cái rồi. Anh là tên gì? Tên Hiệp. Hiệp. Tên Hiệp. Ở dưới Chi Tôn nè. Đó, vô lựa đi. Đó. Anh là tên gì? Nãy quên hỏi tên. Ờ tên Thiêm á anh Giang. Thiêm, Châu Đốc. Ừ, còn ông Bến Tre ngoài nữa. Đó. Nè, Bạc Liêu nè, Chi Tôn nè, Châu Đốc nè, rồi Bến Tre. Kiên Giang. An Giang, An Giang. An Giang hả? An Giang. Nè đó. An Giang đó. Điện thoại thoại Minh rồi kết bạn Zalo. Đó, đó vô lựa nè. Trời ơi, bắt ít giống mà vô lựa vậy đó. À đúng rồi, ông rào nhiều quá, lát con nào như con đó à. Đó. Chưa đẻ được thì về một thời gian cho nó nghỉ ngơi đi rồi bắt đầu nó đẻ. Về bắt mai đẻ liền trời. Đẻ vỏ nè trai. Để bỏ đây luôn đi. Rồi. Tại em bỏ xe mà đó. Rồi. Một con. Đó. Nè. Đó ông vuốt kìa. Vuốt giống như vuốt em gái vậy đó. Ông măng mê kìa. Đó, đó. 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 Đó đó. Bạn thấy không? Đó, thích con nào là bắt nó luôn à. Khỏi gần ấy tôi vô, mua là vô tự lựa luôn. Ai có ai mà bán ít cái mà vô cho tự lựa vậy không? Nhiều khi không nhìn thấy ít cái thì gì vậy? Rồi ông kia lựa được nhiều con rồi. Cái ông mà ở Chi Tôn kìa lựa được mấy con ai? Trời ơi. Ông kinh nghiệm quá, nuôi 3 năm rồi bây giờ mới lựa lâu nè. 2 con, đó nhảy ra nữa thấy không? Để cho mấy ông này lựa đi, lựa lát con nào chừng đó. Mới con à. Trời ơi, bỏ ngoài đây đi. Coi. Má ơi, con này là phải 800 gram á. Nè. 800 gram lát gì cân thử coi. Trời ơi. Mấy con có trứng là nó đâu có đi xa được. Nó ăn nữa. Ừ. Ở ngoài cũng giống như sông hơi ra. Này nó bóc ra. Đó đó đó, coi chừng nó nhảy lên nó táp là có thẹo liền. Đó. Nó nộp lùn mà nó bay cao dữ không? Hả, được không? Bắt luôn. Hai ông nè. Ba ông luôn kìa. Nè, chú này Bạc Liêu nè. Ông kia ở Châu Đốc nè, ông này ở Chi Tôn nè. Còn ông ở Bến Tre ngồi ngoài. Trời ơi. Trời ơi, má ơi, ông vô trước người ta mà nãy giờ ông bắt được có một con. Được không? Rào nhiều quá, con lát em nào như em nó à. Được con nào luôn chỉ vô ra đâu. Em không? Được con coi Vũ. À. Đâu đâu. Đâu đâu mày cầm cái tay rờ cái coi. Không rờ. Rờ cái gì? Rờ thấy không? Con sao? Con nào? Bắt hai con này luôn hả? Hai con này. Ý là bắt con bự giống nè. Hai con này luôn. Đó, con này bây giờ. À. Nè đây đây nè. Rút lại đi, rút lại. Nè. Rờ đây nè. Ai biết à, con không biết đâu. Rồi nó có nhọt không ha? Ừ. Vụ gái rồi con gạ được, cái vụ này con gọng được đâu. Tôi rờ ba con nào, ba con nào gì con đó mà bà. Rồi đụng trên. 4 con rồi đó. Đó. Còn nó nãy giờ bắt cũng nhiều ha. Nãy giờ cũng mười mấy con rồi chứ. Cũng bự nhiều. Này cũng đam mê dữ. Này giờ đúng là nghề ha, gà gà. Trời ơi, dân chuyên nghiệp là người ta nhìn thôi chứ còn rà là rà chơi thôi. À. Tôi gặp tôi vô rà nào như con đấy à. Em rà con nào là cũng được cái da. Mấy con Vũ mặc quần xe tàng không sao rà bóng mới à. Chứ phải mặc quần vô đồ bố thì rồi vậy chưa để được đâu, chưa để được đâu. Về đủ bây giờ 20 ngày. Nói thiệt. Thì đúng rồi, từ từ gió đẻ chứ. Đó là tôi vô tôi gà điều hết trơn rồi. Ông này nuôi hết kinh nghiệm. 20 ngày nữa là cái đã được. Tại vì ông nuôi là người có 5 con ít cái à. Đúng không? Tôi mới gà nội rồi. Gà tối ngày. Để 5 con nữa là tôi bán qua. À, tức là ông 5 con mà 5 lần 4. Con mà quán lần số lượng ít mất hoài vậy đó. Ừ, đẻ lần 5 con thôi. Cứ lấy ra 5 con để hoài vậy đó. Hết 5 con tới 5 con kia. Cái con ít nó gắn lên nuôi chán hả trời. Con bè đó hả? Con có con nào cái hàu đen nó nằm đây không? Nè, con nội kia em chui vô góc nằm rồi. Lửa, nhảy tà lè, con bao rồi đó. khi nó đẻ rồi à. Rồi ra rồi, ba của em đâu? Hả? Ba của em đâu? Có chú em mượn vũ rồi. Bây giờ quăng vô cho lựa luôn đi. Anh ơi, quăng vô cho vũ lựa luôn đi. Đó. Rồi. Lượng nào tốt tốt nha, lâu lâu đẻ cũng được. À, mấy ông này nè, mốt có thông báo coi ông nào về đẻ nhiều rồi nha. Của ai nấy lựa đó. Cái bánh tre là nó không thành lựa. Này chủ chạy lựa nè. Đẻ cái này đủ rồi, lấy cái lưới thứ ba không có lấy gì mà thứ ba à, bánh chè nè. Em là tên gì? Trung. Trung hả? Dạ. Rồi bắt bánh chè. Ở nhà có phanh chuồng cho nó chưa? Có. Có rồi phải không? Về có nhà nó cho mấy con ếch này ở chứ. Nè đó, chui vô đi giống như cái lò hơi. Thôi đứng ngoài tôi muốn đổ hôi đó. Đó, đủ 5 con à. Rồi đó. Nhanh ngon lẹ chứ cần gì chơi. Đó. Quấy qua nhìn Sơn cái đi. Để ở đây về bánh chè xa lắm. Được chưa? Rụng đuôi 5 ngày là bán. Còn ăn mạnh là bán đó. À. Đó. Yeah. Ủa bao nhiêu con mà nhiều vậy anh? 50 con hả? 50 con phải 2 bao chứ 1 bao hả? Hai mấy con. Được. Mấy con rất hình nó đẹp không có, không có chiếm đâu. Nó lên chậm hơn mấy con nhỏ. Ừ. Ủa thì về cho đẻ lần 50 con luôn hả? Đẻ lần 25 con để sao? Lựa gì cái gì cái mình phải tiễn lại con. Tức là về lại như mình dưỡng lại xong rồi mình lựa ra lần đợt đi. Hồi trước vậy anh có bắt ở đây lần nào chưa? Trời ơi trời nhiều quá lấy bao thêm đi chứ đâu ngoài quốc nguyên bao. Trời ơi ông mới tới lần đầu mà ông bắt 50 cặp luôn rồi trời. Được chịu được. Đây nó có 400 con nữa không? Đừng nói ông bắt hết luôn nha. Phải chấp nhận nuôi rồi đó rồi. Giờ vừa thôi qua lấy bao ấy thêm. Ít đực là tặng luôn không bán đó. À cái này khuyến mãi hả? Ừ. Đó khuyến mãi. À, còn cái này khuyến mãi nè. Trời ơi cái thứ này về đạp dữ luôn nè. Qua trường lớp hả? Ờ cái này thằng này mấy thằng này nó có kinh nghiệm rồi. Bắt cái nào cái này luôn hay là bắt tơ đi. Tơ không? Ừ. Đâu rồi? Kìa ông áo xanh kìa. Đâu rồi? Ở trong nhà. Rồi vô nhà luôn. Rồi ngoài đây còn bắt ếch gì nữa không? Trời ổng khuyến mãi cho mỗi người 2 con ếch kinh nghiệm ếch đực. Má ông bác không nói không cho lấy. Bác không cho lấy. Trời ơi, bây giờ từ Bạc Liêu mình xuống đây là cái tiền xe nó nhiều hơn tiền mua ếch. Đúng rồi đó. Ờ 5 cặp. Mà đi 2 người nữa. Đi 2 người nữa. Có người ta mua ít cô, chứ phải là mua ít. Khi cho đẻ. Hả? Không sao mới giữ lại tới mùa nghịch ta cho đẻ, không phải là cầm cái này bây giờ không có đẻ không đẻ nè. Để 2 tháng nữa để không tại chứ không để trữ lại thôi. Chứ trữ lại bình thường. Nó đã là mua thuốc của cha đâu uống ngừa mà. Cắt này lộ cho ít nó thả. Từ Cao Lãnh rồi trở về Chi Tôn. Điểm. Cái nào không vô hốt hốt trước điểm sao? Được ôm được mà. Về cả 3 ngày tao cho ôm được. Ở tao. Em nói tao đó. Ôm hết chú chứ đừng ôm ai nha. Không. Em nói tao rồi cái thằng này nhớ để cho nó ôm lại. Đợi đổ giống rồi đây. Ê, con bên đây. Thấy rồi. Đó. 6 rồi ừ. Nó nói bên kia. Nhẹ nhẹ trời ơi. Nhẹ. Tao mua khên nữa không? Ông ra chợ ông xin mà bán trái cây ra khên cũng đã lắm đó. Cái nắp luôn trồng chở khên 20 con luôn chở nó thoải mái luôn đó. Đó. Đang điểm ít to đó. Vô tự bắt tự điểm luôn đó. Tao mua thùng ngoài cái kia vô đi. Giờ tới không có gì chảo không? Tại giờ tới chảnh khô nhất không nội. Khô xuống đây bắt tép. Nước xuống nó theo lâu đổ vô miếng. Trời ơi đây gì anh đi gì bển rồi giờ cho anh đi chậm là 3 tiếng hộ sao đâu vậy? Đi đường máy bay gần sạch đâu à? Tại đi qua máy đỏ là giật cái bản đồ ra bước tới liền. Ủa mấy này mình đi xa mình ghé mình nhúng nước là được không? Hả? Giờ mình đi sao mình có sợ nó khô mình nhúng nước được không? Cái này cho hai cộng đi. Con nó anh lựa đi, lựa nó tầm bao nhiêu rồi đó. Thoải mái thôi. Đường đã thôi mệt, ý là mệt rồi đó. Ý là mệt rồi đó. Đi về thôi. Cái con này vũ lựa là. Giờ còn thiếu mấy con nữa, bắt cho đủ 35 con đi. 35 con là đẻ là. Có hả? Mới 2 con. Cái đâu? Mày hơn không? Hoặc liêu mới được chứ đâu xuống đây bắt có 2 con. Trời bây giờ. Bữa nay mấy ông có hẹn không mà sao mà tới đây đông vậy trời? Bữa nay có hẹn không mà sao tập trung đông? Không tại hôm có người điện mấy người điện nói anh nói hết xong rồi. Biết bữa nay qua bắt bao nhiêu đâu nó nói được. Đăng kênh bữa trước bữa sau ngày hôm qua điện. Đó là tôi nghe đông vui tôi tới. Trời ơi ông ngồi ông canh hãy mà bật lên cái bán ít cái lòng chào tới liền. Bán ít cái là cái ông nhà tới liền. Bây giờ ông xuống đây là ông nghĩa là làm sao bắt nữa. Còn mấy cái giờ ít dưới rồi, muốn đi giống rồi. Giờ ông nghĩa trước rồi. Lại đi máy bay có súng đừng có gian gì à mấy cha ơi. Cổ quá đời rồi. Bay hồ cái đầu ra. Còn mấy con này vô bắt thêm nữa. Đủ rồi đó. Đại 9 con nữa à đó, trời ơi tôi tưởng bắt thêm 4 con 35 mà cũng dứt thêm 40 luôn. Đúng rồi, mỗi lần chuyến đi tôi đi cho đáng. Không tới khoảng chừng tháng nữa cái mùa nghịch kiếm ít khó lắm đó. Đúng rồi. Con nào không muốn cho nó đẻ thì cho nó nằm chơi đi. Mỗi lần đi là mỗi lần khó. Bây giờ cũng sắp sửa tới mùa nghịch rồi. Bữa sau mà hẹn người ta mua ếch chuẩn bị bao rồi trước lấy chọt trước đi. Cái lần này bán hơi nhiều nè nên không có chuẩn bị kịp. À mua cái thùng mốt có lỗ là ok. Ôi giờ Thùng mốt nhỏ nhỏ bỏ xe chở nó gọn. Hổng thằng ở Gia Lai về có gì đâu, bỏ thùng mốt đi tới Gia Lai mấy ngày. Ừ. Rồi ở Gia Lai luôn, mua đây luôn hả? Hai người lẫn chứ một người. Bao xe vô đây đi, vô đây. Rồi thấy bao đi xe đò vô rồi ôm thùng ếch đi về hả? Nhưng tiếng người ngoài hàng lính em đâu có hiểu đâu, nó hỏi hàng lính em nhà anh Vũ đâu, con em nó không biết. Người kia nói tiếng dân tộc hả gì? Hơi tới cái hơi cứng thôi chứ mình hiểu chứ tại nó nhỏ. À nó. Cái hơi vô anh á. Ủa hồi nãy em có thay bằng bé này hỏi nó tên anh mà nó không biết cha nó nè. À. À mấy ông ở Gia Lai xuống ông cũng nói giọng hơi đỡ đỡ hơi cứng cứng á. Trời ơi. Ở đâu có Gia Lai mà ở Gia Lai sao nó biết ở đây mình chạy vô. À. Cầu này đó hả? Nó chọn ra cái đầu nó đó. Trời ơi trời. Ra đi khờ khờ quánh chắc quánh ra chết quá. Buông lại coi gà cầm sợi coi nó chạm nằm đâu cái dở lên con vạc. Tôi chưa xem mà tôi hiểu rồi. Thường mấy vạc là nó vô cái bài. Người ta coi ta nói trời trời nội ông đập ông chạm chết mà xong tính bơi rồi trời. Đó, sang ra cho nó đều, mất 40 con. Cái gì đó, bây giờ về lâu lâu chăm sóc lại cho đẻ. Vậy sao con đó ấy vậy? Con đó là tiễn dông rồi đó. Tiễn rồi đó hả? Ừ. Con đó ai lấy phí mãi đâu. Con đó tiễn dông đó. Ủa mày trả gì tới dưới rồi thúi luôn. Nó mới chết. Mới chết thì hai người một con là sỉnh đấy. Rồi, trời ơi, con đó thì đủ. Một con đó là 60 lạng nữa mà. Con đó phơi rồi. Nấu tô canh chua hả chú? Tìm nấm dao nữa. Mọi người về nuôi ếch. Đẻ ra tốt. Rồi đó vô bắt cá đực nữa để ra vàng mà thường cái giác sáng nó ăn mạnh hơn rất chiều nó ăn mạnh thôi. À. Ít cái nái thì người cho ăn buổi chiều buổi sáng. Thấy nó rảnh lúc nào cho ăn lúc đó hả? Anh cho ăn cử buổi sáng buổi chiều vậy, thầy đứa cho ăn cử một. Ít đợt giờ vô nhìn dáng nè chứ không có rào gì nữa. Cái này ít đợt cứ vô rồi giờ rào hàng đó không ta? Ít đợt có rào không? Cái này dầm tướng nè, dầm tướng chứ không có rà hàng hả? Để mà lôi ra coi bự nhỏ chứ. Đốt đèn cho thấy đường nha, chứ bằng ngày đâu có đốt đèn đâu. Đủ rồi. Cái này xịt từ con ra nhóc ham. Đây, ít đực đang rộng trong đây. Để bắt con ít đực đưa ra cho anh quay cái coi. Nè, đừng nào. Rồi, nè cái mặt đây đang thui nè. Nó đang thui đó. Đâu. Nè. Nè, hai bên đây đang thui nè. Ít trái không có đâu. Đực bự như mẹ. Sao bự dữ trời? Không, bự như ếch chứ không bự như trời. Sao con nó bự vậy? Mấy bữa. Giờ ếch bự là lựa là dài đò là ngon à. Dài đò nó sung. Hai con đứng ngang. Đưa cái đèn này cái nào cũng thấy cũng xanh, ủa cũng vàng hết trơn trời. Ủa dầm màu hả chứ không phải dầm tướng hả? Dầm màu với cái hầu nó ấy gì mình ôm. Chủ yếu dòng cái hầu để coi á. Đèn mới ôm được hả? Nó còn lợn là chưa được phải không? Nó lợn quá nó chưa già. Bạc không? Giống như dạng mà chưa có râu á. 2, 4, 6, 7. 8 con này, 6 con rồi đó. 6 con phải không? Ừ, mấy con này nó sung lắm nè, nhảy dữ. 7 phải không? Ừ. Lựa mấy con mà cái hầu nó đen nhiều á là nó mới già, về là đạp liền, quất phát bách trúng luôn. Mấy anh đực này chúng cho ăn ngày cử hả? Dạ. Con ngàn cử luôn. Ngàn cử luôn. Đúng rồi, tới mùa nghịch là không có ít cái ít giống đâu, ít mẹ bố mẹ đâu. 16 đủ. Khuyến mãi con nữa. Trời ơi. Cảm ơn. Đây là ông buồn là cái ông ta lấy tay ông thải vô. Mới nhập về hả Vũ? Dạ. Mới nhập về tôi hỏi đúng không? Dạ, tao nhập mấy cử là mấy đạp. Nhập ra cuối nè. Đó, cái anh ở Châu Đốc. Rồi tới anh ở Bến Tre nè. Cuốn nó cỡ về đâu trăm mấy đó. 5 con, Vũ. Để nhập về sắp luôn đi. Để nó nhảy á. Chứ bự bự ơi, nhỏ quá. 5 con. Chú lựa không? Chú lựa vô lựa luôn. Lựa giùm tao đi. Nè, qua anh đây. Trời ơi, chơi luôn cái bồn bên đó luôn. Đụng cái nào là chơi cái đó, thích cái nào bắt cái đó luôn. Lựa không? Trời ơi, bà nhỏ điện nó rồi. Đó, đây nè, còn đây. Lô. Tới rồi. Mấy con hả? Còn trong đây là trăm mấy con, vô lựa 5 con. Mà bắt không? Bắt rồi đó. Bắt thêm không? Bây giờ tới giật đã luôn. Thôi. Đó, lựa cái hầu nó đi. Thôi. Cái này cũng dễ dàng, đụng vậy. Thôi đây, vô để đặt nha. Rồi, đen thùi không? Rồi, cái này con nào đen thùi kìa. Đây nè, đen thùi nè. Sao có cái này nó đủ. Cái nè. Có không? Cái này phải được. Không bao giờ được, nếu mà không có BD à, tao với có con kìa. Rồi, con này BD rồi, để đi. Con đó BD. Đây nè, chú của bạc liêu này vô tự lựa luôn. Đó, cái anh bông bông nè, con cái túi của anh trên đây nè. Nè, được không? Không, con đó bự quá hả? Con đó bự quá hả? Nè, nó nè. Nó nè. Trời ơi. Nó nè. Lấy cái túi nè. Cái anh túi còn cái túi anh trên đây nè, lấy vô hàng điểm luôn. Lấy cho tao đó hả? Đó, có mấy con đó. Đây nè. Đây. Ôi, con nào nấy bự bằng con ếch mà không lớn không? Đó. Đó. Cái hầu đang xì. Ếch đực cũng bằng nửa cái. Được, mấy con ếch đực bằng nửa cái, còn ếch đực thì bằng 2-3 ếch cái. Đừng có lửa, bóc hoài sao có lửa. Bóc đi. Không, cái đó là đực đó em đo riêng nha. Cái đó không có điểm. Đó không có điểm à? Đây hả? Không phải máy à, bên đây. Đây không điểm này, điểm 1 nha. Đó. Đây nè. Mình có tơ mình đưa được cái tơ. À con này giống cái quá. Mắt cái chơi kìa. Ông nhìn nhiều quá, trời ơi, ông nhìn góc thôi. Đó. Ngóc đầu à, giờ lựa con ngóc đầu cao à. Đó. Ngắn rồi. Đừng phải thôi đâu, không có với anh. Trời bởi ông lựa vậy, bởi sao mà 5 con nó đẻ nuông hết. Đó. 5 con mà bán con có 2 triệu mà đẻ ra con có 2 triệu. Đó. Đâu. Đặt lên ơi. Nè. Đâu? Nè. Trời quá ok luôn. Mới này 3 con rồi phải không? Bắt 5 con rồi, xứng đáng 5 con. Về vợ nó khen. Ừ, đúng rồi, đúng. Rồi. 40 con này thì 2 con ở nhà anh còn cũng không chừa mấy. Có 20 đực ha. Ừ. Không có nói Vũ chừa hết mới đực nha. Mình nuôi được rồi lựa được lại đi bắt cái. À. muốn coi coi không phì ra nè. Đó, đó, đó. Nói chuyện không, rồi đi có điếp không? Lát 13 gì đó. Hử? 13, 14 cho 14. 14. 13, 14 bỏ vô con 14 đi. Đó, sao mua hết đây vậy đó, quên là bây giờ cứ nhớ số nhỏ nhất rồi đi điếm tiếp thôi. Vậy kìa, bà thấy không? Ông ăn chú này đúng là ông tỷ nè. Đó đây nè, đó ông có nè. Năm con hết mà ông làm hoành tráng luôn. Đẩy đẩy lên trước. Khỏi làm cái luôn hai cha bỏ bố. Ông đẩy ông làm mát thôi thôi, ông làm hoành tráng thôi không? Đâu có gì hoành tráng trời, hai người mà từ Bạc Liêu xuống mua 5 cặp ếch. Ở đây là Cao Lãnh đó nha. Xuống đây là phải ngày 100 cây hơn. Đây là 500 cây mà mua 50 Bạc Liêu nè, 94 Bạc Liêu nè, 67 An Giang nè. Hy vọng mọi người về cố gắng chăm sóc tốt cho nó đẻ ngon lành.